Xin chào tất cả các bác nha. Chào anh Khương Bắc Giang nhé. Đây đây là mạch sau khi đã ra cú xong. Em máy Cricket V2 bản nâng cấp này. Nâng cấp 2 trụ âm và ra cú mạch này. Đây anh xem qua mạch của anh nhé. Đây là mạch em máy của anh. Sau khi đã ra cú xong này. Đấy. Ra cú đồng to nhé. Thiếc dày dặn nhé. Cắt nốt chấm rất là dày dặn nhé. Đó. À, đây là dây câu nâng cấp thêm 2 tụ âm này, em câu bên dưới nhé. Giờ em sẽ vào vỏ và test máy gửi tới anh Khương nhé. Chào mừng các bác đến với video của kênh Bùi Tiến Minh. Thì hôm nay là một cái video em máy Cricket V2 màu tím, phiên bản nâng cấp gia cố mạch. Video gia cố mạch thì em sẽ để ở đầu video nhé. Đấy, bản này là bản 2022 này, con máy của anh Khương ở Bắc Giang đặt bản nâng cấp. Thì anh Khương xem qua máy của anh nhá. Đó. Hai cặp đồng này, dây này, dây dặn nhá. Đấy, hai quạt 6x6 này, hai rơ le chống ngược. Đấy, về cái nội thất cấu hình thì các bác xem Cricket V2 nhiều rồi. Em này chạy công suất 24V NF75 nhé. 4 tụ phóng 680F 450V này. 4 tụ băm này. 4 tụ băm 80F, nâng cấp 2 tụ băm 60F. Biến áp 1006M này, Samsung 1006M này. Quận cảm S65 này. MCU 1008G này. Đấy. Và đây là cái màn hình. Màn hình này là màn hình 5008 nhé. Em máy này màn hình 5008G. Đấy, em đã cài sẵn chế độ rồi. Chế độ số 2 là kéo cáp, chế độ số 2 là đánh vợt, cá trắng mức nước 2,5m đổ lại nhé, 80, 60 và 30, chế độ số 0 là kéo cáp cá trắng nhé, 85, 100 và 55, chế độ số 1 kéo cáp cá da trơn, 65, 100, 80. Đó. Các bác và anh Khương cùng xem em test cái em máy này nhé. Các bác nghe tiếng quạt này rất là êm nhé. Đóng nắp vào thì còn êm nữa. Thứ cáp này ra chưa. Thứ hai này. Em đang để tần số là 80 thôi. Nhưng mà nó rất là khỏe, bóng sáng trắng luôn. Bản nâng cấp 2 tụ âm này đã rất là khỏe rồi. Đó. Anh Khương thì đánh mức nước là sâu nhất là 4-5m. Đấy, thì anh muốn con máy khỏe, anh bảo em cần nâng cấp lên tụ 1000 không, thì em bảo là anh dùng bản nâng cấp 2 tụ băm là vừa đủ rồi. Đấy, vừa đủ kéo cáp và đánh vợt. Đấy, đã rất là ngon rồi. Bây giờ em sẽ rút hai cái dây quạt nhé, rút hai dây quạt để chúng ta test. Không bị ồn, và em sẽ xem hai bên cái thế thanh tản nhiệt là nó có ấm đều không. Đấy, thì test máy là xem hai bên đấy, hai bên biến áp là đi nó có cân bằng không. Rồi, giờ chúng ta sẽ test nha. Đấy, đây là chế độ đánh vượt. Vượt mức nước 2,5m nhá, 2,5m đổ về nhá, là các bác để độ băm là 30 này. Đấy. Còn nếu mà mức nước mà tầm 4m đổ về thì các bác đẩy lên 40-45 nhá. Đấy. Mức nước 4m đổ về các bác để cái độ băm này 40-45. Đấy. Cái nữa là khi các bác đánh vợt thì tùy vào môi trường nước. Đấy, các bác về đánh theo cái chế độ của em, nhưng mà cá nó tùy môi trường thì cá nó nổi lên lưng chừng thôi. Đấy, nổi lên lưng chừng, nó không nổi đẹp luôn được.
Đấy, thì các bác thì cái môi trường của các bác thì nó khác so với chỗ em. Đấy, thì nếu mà cá nổi lưng chừng thì các bác cho cái độ băm nó chậm lại, tức là các bác tăng cái số trên mặt hiển thị lên này. Đấy, các bác tăng lên một chút. Đấy, khi mà các bác điều chỉnh cho nó hợp lý với chỗ nước các bác đánh rồi thì nó sẽ lưu lại chế độ trong máy, và từ lần sau thì các bác chỉ đánh cái chế độ đấy thôi. Đó, đấy là đánh vợt. Xoáy trắng luôn nhé. Tiếng băm của em này thì cricket V2 thì rất là ngon rồi, rất là đanh, không bị đứt. Đây là kéo cáp cá trắng này. Kéo cáp cá trắng. Kéo cáp cá trắng thì các bác để tần số là 85 đến 90 nhá. Đấy. Độ rộng sung 100 và độ băm là 50 đến 60. Đấy, nếu mà mức nước mà nó thấp hơn, mực nước nó thấp hơn tầm khoảng 3 đến 4 mét thì các bác giảm cái tần số này xuống còn tầm 80. Nói chung là dao động từ 80 đến 90 nhé. Chế độ số 1 là kéo cáp cá da trơn. Cá da trơn thì các bác để tần số này 65 đến 70 này, độ rộng sung 100 này và độ băm là 80 đến 85 nhé. Đấy, thì em máy cricket V2 này thì đánh được cả cá nheo. Đấy, thì mức nước tầm 5 đến 7 mét thì nếu mà có thì vẫn lên bình thường. Đấy, còn còn nếu mà mực nước nó sâu hơn, mực nước nó sâu hơn như ở 10 mét, 15 20 mét đấy thì nó khó đánh hơn. Đấy, cá nheo là một dòng cá mà đánh lên cũng khá là khó. Đấy, thì các bác phải tập quen đánh cái máy này. Đấy, thì các bác mới đánh ngon lên được. Đấy, thì cũng phải phù hợp với môi trường nước của các bác. Thì đây là video em test máy. Em test máy thì em sẽ bóp cò lì để em test cái độ nóng giữa hai cái thanh cảm nhiệt này này. Đấy, nó có đều không. Đấy, test máy lên xem nó đều không. Thì em máy này là lên cân bằng nhé. Đấy, nếu mà cắm quạt vào nữa thì mát rượi luôn. Đấy, cắm quạt vào này. Các bác có nhu cầu về máy kích, pin lithium, đấy, linh kiện thì liên hệ bên em nhé. Bên em thì tất cả các máy bán ra thì hàng chuẩn, máy mới, và hàng thì bảo hành sửa chữa 1 năm nhé. Các bác đăng ký kênh thì sẽ được free ship. Như em máy này thì free ship toàn quốc nó rơi tầm khoảng 100 đến 120. Đấy, còn như em máy nặng hơn như là Vulcan, dòng Vulcan hay là dòng Samut thì số cân nặng hơn thì phí ship nó rơi tầm 150 nhé. Đấy, thì các bác đăng ký kênh bên em thì thứ nhất là
có thể theo dõi về những cái máy mới, cái thứ hai là những cái kinh nghiệm, và các bác cũng giảm một cái tài chính là cái chi phí giao hàng đấy, chi phí giao hàng khá đắt đỏ. Bên em thì có nhận sửa chữa và nâng cấp máy nhé, thì có gì các bác liên hệ số điện thoại 0961038361 đấy, hoặc là kết bạn Zalo trực tiếp với em nhé. Thì Zalo thì khi nào rảnh thì em sẽ ghép tin nhắn, còn nếu mà các bác gấp để các bác hỏi giá hay là như nào đấy thì cứ gọi điện trực tiếp số điện thoại này nhé, gọi điện trực tiếp số điện thoại này em sẽ trả lời luôn nhé. Cảm ơn các bác nhé.